Vậy danh từ này tôi đã từng nghe rất nhiều của bác ở đây nói. Tại vì đây bác là một vị Bồ Tát hiện thân để cứu độ chúng sanh. Tiếng ngữ hai quý vị là đồng cảm cùng tôi kính cảm tạ. Và riêng tôi kính chúc thầy yên luôn luôn thân đủ đầy sức khỏe, tâm luôn sáng, duyên sáng nhiệm màu từ tập phương chư Phật mang đến thầy. Để một lời nói thầy, một ngón tay của thầy thôi, một sự gia dú của thầy trên thân của bệnh nhân đều được an lành đến với bệnh nhân. Đó là điều mà tôi thì tất cả các chị ở trên các thế gian này bị đau ốm đều tỏ mong như vậy. Kính quý vị, vậy giờ đây như lúc nãy tôi được các bạn gửi đến lớp dân thiên tường như thầy diễn đã giới thiệu. Bài này là bài người viết ra tán thán công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được mang tên là Tìm Về Với Mẹ. Ôi kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cõi phù du trong thấy gặp được cười. Tình nhân xưa đã từng nhắc nhở ta biết người, sao chẳng lo tức tức tù
nghệ sĩ trước đây, chắc có lẽ là cũng có một bài khán giả muốn tặng cho thay đây là một bó hoa, cũng là một lời dành cho tình cảm chân thành với nghệ sĩ. Xin mời nghệ sĩ nhận đây đó một bó hoa nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu ai là fan Nam Mô thì cũng nên dành tặng cho nghệ sĩ nhiều bó hoa hơn nữa. Riêng thì em thấy rằng trong cái bài hát đó có nói lên cái vấn đề là lợi và danh và buôn bán kiếm lời trong đó. Thôi thì thầy góp vui với mọi người trong vấn đề buôn bán, hãy nên suy nghĩ kỹ lại. Có muốn nghe thầy ca một câu không? Bên chân có ghé thầy thương cùng cho tôi đổi đổi đường với em. Người ta buôn bán thì quen, còn em ngu dại đừng thèm buồn. Thương quá người ơi, giữa hai lứa tuổi cách nhau xa gì, chỉ một điều cầu mong nhất là làm sao nghệ sĩ giữ được sức khỏe và tiếng hát này còn mãi mãi trong lòng của tất cả chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, hay là bài chúc chân thành nữa. Dạ, tôi muốn mong là giữa tôi cùng thầy, cùng giáo sư Dũng Tâm, em Giao và tất cả quý vị đã biết tôi, và cũng từ những đó mà tôi được gặp thầy, được thầy cứu giúp chúng ta từ tiền kiếp, có thể cũng đã là huynh đệ chí tình rồi. Cho nên tôi mong sao trong kiếp này mình cũng sẽ là huynh đệ chí giao. Trong cái làng Nga thì em chỉ là đàn em nhỏ nhất của nghệ sĩ Minh Cảnh mà thôi. Thầy thấy ngoài kia cũng chuẩn bị tặng hoa cho nghệ sĩ Minh Cảnh phải không? Thầy cũng cùng với tất cả cho thầy một bó hoa nữa đi. Tính cho thầy một bó hoa không? Không, đây là tặng phẩm tốt nhất chứ không phải nghệ sĩ. Nghệ sĩ đến đây là với cái lòng thành. Nghệ sĩ cũng không nghĩ là ca do thầy em đề nghị mà thôi. Dạ. Yeah. Nghệ sĩ cũng ngại lắm, tính ngại là ngại tặng quà cho nghệ sĩ. Em con nghệ sĩ cứ nghĩ vì chỗ này không ai, hôm nay không phải là sân khấu cho nên không ai chuẩn bị hoa để tặng nghệ sĩ, nhưng mà đây không đồng mọi người lúc nào của nghệ sĩ xứng đáng tặng nhiều bó hoa lắm. Đây thay cho lời muốn nói và là bó hoa của thầy Yên đây, kính gửi cho nghệ sĩ nha. Nếu ở trần gian này loài hoa nào đẹp nhất là loài hoa tâm. Dạ, đây là hai đố hoa tâm của quý vị và của thầy Võ Bạc Liên đã hiến tặng cho tôi. Tôi xin thay lời là người trong nghiệp nghệ văn nghệ, tôi xin thay lời toàn thể anh chị nghệ nhân của nước Việt Nam cách chi và toàn thể khắp thế giới nói chung, cảm tạ tất cả quý vị khán giả thân mến đã thương yêu những lần những người làm nghệ thuật, để mang đến cho họ một sự yên lành, một sự tin tưởng và sức sống đó luôn trong nhờ nơi quý vị. Và còn một loài hoa đẹp nữa là loài hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà có lẽ trong tất cả nền chúng ta đều mong ta được trở về cõi đó. Hoa tốt tâm rất là cảm ơn nghệ sĩ và mời nghệ sĩ ngồi. Rất tiếc là không có thời gian, nếu có thời gian hôm nay nghệ sĩ làm